Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư điện tử là Phong đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật về vàng nha anh chị nha. Thì cũng đã hơn 2 tuần rồi chúng ta chưa có nói nhiều về vàng. Thì ngày hôm nay muốn cập nhật cho anh chị ở trong cái vấn đề chúng ta sẽ gom về vật lý và cũng như là trading đối với vàng như thế nào. Thì nếu như anh chị nào mà muốn xem thêm cả là Bitcoin thì anh chị có thể là xem qua cái video em mới cập nhật gần đây nhất ha. Em cũng có nói về Bitcoin khá là nhiều. Ở trong cái thời gian sắp tới nó sẽ như thế nào, chúng ta có thể gom hàng Bitcoin ra xe. Và ngoài ra thì anh chị có thể là trading cả vàng cả crypto ở trên sàn giao dịch Bình X ha. Và đối với sàn giao dịch này thì anh chị không cần phải KYC mà anh chị vẫn có thể là trade được rất là nhiều thị trường như là crypto nè anh chị nè, hay là vàng thì anh chị đều có thể là trade trên này được, hoặc là những cái thị trường khác như là ngoại hối thì anh chị đều trade được ở trên này cả ha. Và nếu như anh chị muốn sử dụng qua những cái tính năng mà nó đầy đủ như thế này ở trên một cái sàn giao dịch mà nó thuận tiện trong cái vấn đề là chị nạp rút này, anh chị không cần phải KYC, thì anh chị đừng quên là có thể là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy nói đến vàng ở ngay tại thời điểm này ở trong cái thời gian là khung tuần nha anh chị. Thì về khung tuần thì chúng ta thấy rằng á, thì vàng trong cái thời điểm mà nó lập cái all time high ở cái vùng là khoảng 2001 ha chị, 2150 á, thì đến thời điểm này chúng ta thấy rằng là nó đang suy yếu rất là nhiều đối với cái lực tăng của nó. Và ở cái trường hợp này, ở cái góc nhìn này á, cái chúng ta muốn thấy là gì anh chị? Chúng ta cần phải có một cái sự điều chỉnh nó lành mạnh hơn, bởi vì là vàng đã tăng trưởng rất là nhiều kể từ cái thời điểm là khoảng tháng 9 ha chị, khoảng tháng 9 năm 2022 đến cái thời điểm all time high là nó đã tăng đến là 33% rồi chị. Và đến thời điểm này chúng ta cần phải có một sự điều chỉnh nguội lại ở trước mắt. Theo em thấy là cần phải có một sự điều chỉnh nguội lại ở trước mắt, và sau đó chúng ta mới tiến hành là xem xét rằng là nó có tăng trưởng được nhiều hơn nữa hay không ở trong thời gian tới ha chị ha. Và đây là những cái gì em đã phân tích với anh chị ở trước đó đối với lại vàng nha chị. Thì em sẽ đưa về con này đi cho dễ nhìn nào. Thì đối với vàng ở thời điểm này thì anh chị thấy rằng là nó vẫn đang có những cái dấu hiệu từ chối ở cái cạnh trên line của nó ha, cái cạnh trên line tăng của nó trước đó này. Chúng ta mua ở vùng là 1800 và cũng như là mua thêm một lần nữa ở cái vùng là 1983, thì hai vùng này chúng ta mua đều có lời. Nhưng mà đối với cái mục tiêu là chúng ta hold dài hạn thì chúng ta không cần phải chốt quá nhiều, mà chúng ta canh để chúng ta gom thêm những cái vùng giá nó đẹp hơn. Thì đến thời điểm này như anh chị thấy rằng là nó vẫn đang từ chối ở cạnh trên line này ha, rất là nhiều lần chúng ta từ chối và đang có dấu hiệu là đi xuống gần đến cái ngưỡng vùng mua đầu tiên ha. Cái vùng mua đầu tiên em đã set up cho anh chị nè là khu vực hỗ trợ tháng là 1989 cho đến là cái ngưỡng 0.5 là 1971. Thì em kỳ vọng rằng là nếu đến đây chúng ta có thể là gom thêm một lần nữa, và nếu chúng ta tiếp tục duy trì những cái sự điều chỉnh xuống sâu hơn như những cái vùng như là khoảng 1932 cho đến là 1880 ha, thì đây sẽ là ba khu vực mà chúng ta sẽ canh để tiếp tục gom vàng. Thì ngày hôm qua em mới ra em mua thêm thì em thấy rằng là hiện tại giá vàng vẫn đang nằm ở cái mức bán ra là khoảng 6.1-6.2 nha chị. Nói chung là vẫn còn cao, thì anh chị vẫn có thể là chờ để em mua thêm ở những cái vùng giá nó sâu hơn. Thì có một vài anh chị thắc mắc rằng là em đầu tư vàng miếng hay là em đầu tư vàng nhẫn, thì em vẫn đang đầu tư vàng nhẫn nha chị. Và em cũng gom tương đối là nhiều ở trong thời gian vừa qua anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì vàng nhẫn thứ nhất là cái mức giá so với vàng thế giới nó không có bị chênh lệch quá nhiều so với lại vàng miếng ha chị ha. Và em vẫn có thể là áp dụng phân tích kỹ thuật ở trên cái chart của và giá vàng quốc tế để em có thể là phân tích giá vàng ở Việt Nam mình. Em vẫn có thể là canh để gom những cái vùng giá đối với cái vàng nhẫn nha chị. Thì anh chị nào mà muốn kiểu như là phân tích cả chart để mà anh chị đầu tư vàng á để mà nó an toàn, thì anh chị vẫn có thể là xem qua vàng nhẫn. Vàng nhẫn vẫn là một cái gì đó nó dễ để mà chúng ta phân tích và cũng như là tính toán cái khoản vốn chúng ta bỏ tiền ra, và cũng như là cân đo đong đếm khi chúng ta DCA ở những cái mốc giá nó thấp hơn nha anh chị. Thay vì cái vàng miếng ở Việt Nam thì thực sự là nó có cái sự chênh lệch giá so với vàng thế giới nó rất là cao. Rất là cao luôn. Và thời gian vừa qua thì chính phủ cũng đang có những cái biện pháp để siết chặt lại về cái vấn đề là chênh lệch về giá cả của vàng miếng ở Việt Nam mình đó anh chị. Thì em vẫn theo cái mục tiêu là em sẽ mua vàng nhẫn là chủ yếu ha chị. Mà vàng nhẫn thì nhìn chung là mua về xong chúng ta để vào những cái bình thủy tinh vân vân, nhìn nó cũng lấp lánh, nhìn nó cũng đẹp anh chị. Thì anh chị nào mà thích đầu tư mảng này thì anh chị cứ đầu tư, nhưng mà đối với em vẫn là vàng nhẫn nha anh chị. Thì về cơ bản là bây giờ chúng ta vẫn sẽ chờ những cái vùng giá sâu hơn ở trong thời gian tới để mua anh chị. Và kèm theo đó, nếu anh chị nhìn về chỉ báo đi, anh chị hãy nhìn về chỉ báo cùng em nha, thì rất có thể là cái thời điểm sau Tết ta nha anh chị, sau Tết ta chúng ta sẽ thấy một cái sự phục hồi đáng kể của vàng. Hiện tại thì nó đang chỉnh xuống, nhưng mà em nghĩ rằng sau Tết ta sẽ có những cái lần tăng trưởng
tốt hơn, đẹp hơn ở trong thời gian tới, thì anh chị thấy rằng cluster all gold là cái chỉ béo mà cộng đồng chúng ta xài khá là nhiều nha chị, thì em đang đợi rằng là nó sẽ điều chỉnh tới cái ngưỡng qua bán này và sau đó là một cái sự gia tăng phục hồi lên tốt hơn đó, và cũng như là em mong rằng là cái sự điều chỉnh này nó có thể là kéo dài ha, nó có thể là kéo dài đến những cái mốc hỗ trợ quan trọng ở dưới này để em có thể là gom thêm trước khi chúng ta thấy là nó tăng trưởng. Thì trong cái đợt trước đó thì cũng nhờ cái chỉ béo này em mới gom được hàng nhiều đó anh chị. Thì đây anh chị thấy nè, đợt trước đó nhá, em canh đến cái điểm là 0.5 đối với lại Fibo thoái lui, nó đến cái ngưỡng qua bán và em bắt đầu em gom ở khu vực này. À, em gom vàng ở khu vực này nha chị. Và em cũng có lon vàng ở khu vực này lon lên. Đó, anh chị nào mà theo dõi em phân tích về vàng ở những cái tháng trước đây của năm 2023 thì anh chị thấy rằng là em cũng đã phân tích là lon từ cái điểm là khoảng 1840-1845 gì đấy, không nhớ rõ nữa. Nhưng mà lon đến cái điểm là 2.000 đô thì em kêu anh chị chốt đó. Đó là một cái lệnh lon khá là tốt nha, một cái lệnh buy khá là tốt. Thì thời điểm này cái dấu hiệu lặp lại, cái dấu hiệu lặp lại nó sắp đến cái ngưỡng qua bán, nó sắp đến những cái khu vực hỗ trợ quan trọng mà chúng ta đã đề ra ở trước mắt, thì chúng ta sẽ cần để mua, tiếp tục mua và dự trữ vàng ở trong thời gian tới. Và anh chị cũng lưu ý rằng là cái vấn đề hiện tại em đang nói là spot nha chị nha, có nghĩa là em sẽ mua vàng để tích trữ vàng vật lý, nghĩa là anh chị mang tiền ra tiệm vàng anh chị mua ấy, thì người ta sẽ bán vàng nha chị, chứ không phải là anh chị long short ha, long short tí em mới nói. Thì đây là cái câu chuyện em gom vàng để em tích trữ ở trong một thời gian dài hạn hơn ở trước mắt đó. Thì về cái vấn đề là spot thì anh chị cũng đã thấy rồi đúng không ạ, chúng ta đã có những cái dấu hiệu ha, chúng ta đã có những dấu hiệu để chúng ta cần để mua ở trong thời gian tới và kỳ vọng những cái sự phục hồi lên ở trong cái thời gian là đầu của năm 2024 này nha anh chị ha. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy nói một tí đến cái sự phân tích liên quan đến là trading đi anh chị. Đây sẽ tắt cái chat spot này đi và chúng ta sẽ nói đến trading. Thì về vấn đề trading chúng ta sẽ đưa về 4 giờ nha anh chị nha, chúng ta hãy xem xét ở 4 giờ trước mắt. Thì về 4 giờ cái chúng ta cần phải xác định khi trước khi chúng ta trading là gì anh chị, là cái xu hướng là như thế nào. Hiện tại cái xu hướng vẫn đang là xu hướng giảm dần, khi mà chúng ta thấy rằng là đỉnh các đỉnh sau đây hiện giờ đang thấp hơn cái đỉnh trước, có nghĩa là nó vẫn đang kéo dài cái xu hướng giảm của nó, vẫn đang kéo dài xu hướng giảm của nó. Thời gian vừa qua thì nó có một vài cái sự phục hồi lên, bởi vì là chúng ta thấy rằng là có cái tin CPI lạm phát anh chị, thì CPI hiện tại thì nó đang gọi như là tăng lên, hình như là từ 3.1 lên 3.4%, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến vàng, bởi vì khi mà lạm phát tăng thì vàng sẽ là cái nơi để dự trữ tiếp tục, dự trữ vàng để mà có thể là tránh lạm phát đó chị, phòng tránh những cái sự mất giá về đồng tiền đó anh chị. Thì về cơ bản thì em thấy là cái vấn đề lạm phát này thì nó sẽ chấm dứt cái vấn đề tăng trưởng ở trong khoảng đầu quý 2 này thôi, sớm thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lạm phát nó sẽ được kìm hãm lại, bởi vì là lãi suất nó vẫn đang được giữ ở một cái mức rất là cao ha chị ha. Thì hiện tại thì nó tăng lên về lạm phát thì cơ bản là nó chỉ là ở trong ngắn hạn thôi, nó đã tăng rất là nhiều, lạm phát đã tăng rất là nhiều rồi, cho nên em dự tính rằng là khoảng đầu quý 2 của năm 2024 này thì chúng ta sẽ thấy là lạm phát sẽ giảm xuống và lãi suất cũng sẽ được cắt đi, cắt giảm về lãi suất đi rất là nhiều. Thì hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Còn vấn đề trading là chúng ta phải xét theo xu hướng, chúng ta nhận định được rằng là xu hướng vẫn đang giảm và chúng ta nhìn thấy ở đây là tại sao nó phục hồi nữa, tại vì anh chị thấy rằng là nó đến cái ngưỡng hỗ trợ theo cái hành vi giá anh chị ha. Đây chúng ta có kháng cự này, chúng ta có kháng cự này, phá lên đúng không chị, thì ở cái khu vực này sẽ là khu vực hỗ trợ, sẽ là khu vực hỗ trợ. Và vì vậy chúng ta có thể là xem xét là giá có thể là về đây, chúng ta có thể là canh để short về, bởi vì chúng ta vẫn đang ở xu hướng giảm. Và kể cả khi anh chị kéo cái kênh giá song song ở đây thì anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là tìm kiếm một cơ hội để short hơn chị, tìm kiếm một cơ hội để short xuống. Đó, và cái vùng short của chúng ta như thế nào thì em cũng sẽ đưa ra một vài cái phương án cho anh chị có thể là tham khảo. Đó. Thì hiện giờ đối với cluster all gold ha, đây em sẽ tắt bớt đi, bớt hai cái. Đối với cluster all gold chúng ta phục hồi đúng không ạ? Từ hỗ trợ nè chị, theo bạn rất chính xác đúng không chị? Từ hỗ trợ đến qua bán là chị nè, phục hồi lên và đang tăng trưởng lên, đang tăng trưởng lên như thế này. Thì cái chúng ta thấy là ở cái vùng kinh giá song song này thì rất là nhiều lần chúng ta đã từ chỗ ở khu vực này và điều chỉnh xuống ha, điều chỉnh xuống rất là nhiều. Thì em đang chờ một cái tín hiệu là cái ngưỡng này của cluster nó có tiếp tục tăng lên quá mua hay không. Bởi vì là nếu mà tăng lên quá mua thì đúng thực tế mà nói là một cái điểm để mà chúng ta short rất đẹp. Để chúng ta xấu rất đẹp, có nghĩa là giá ở thời điểm này giá em vẫn nghĩ rằng là nó sẽ có thể là một nhịp nhấp lên giống như cái lần trước nè anh chị thấy không ạ, là một cái nhịp phát cao ha. Mọi người thấy rằng là một cái cây nến này đúng không ạ, nó tăng lên rất là mạnh và mọi người vào đây lo. Em lấy giả sử ha, cái ví dụ giả sử mọi người thấy là nó rất cao, có thể là rất cao rồi mọi người vào đây lo,
mọi người long lên rất là nhiều. Thì khi mà mọi người long lên nhiều, mọi người thấy cái kèo hơn, mọi người nghĩ vàng sẽ tăng tiếp á, thì anh chị thấy là cái tín hiệu fake kèo này nó đã tạo ra một cái pha rơi giá cực kỳ mạnh xuống, lấy đi tất cả những anh em nào đã long ở trên nó, lấy thanh lý WSL vân vân, gọi như là quét sạch luôn nha anh chị, quét sạch những cái lệnh long luôn. Và ở thời điểm này thì chúng ta cũng nên bình tĩnh lại ha, chúng ta đừng vội. Chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà cluster chúng ta nó có tăng, nó còn tăng lên được quá mua, thì chúng ta hãy chờ một cái nhịp nữa. Em nghĩ rằng là vẫn sẽ có một cái nhịp nữa hồi lên trên cái ngưỡng là khoảng 2046 gì đó, thì chúng ta sẽ xem xét rằng là có sự từ chối vòng lại ở dưới này hay không, thì chúng ta mới bắt đầu vào một cái lệnh short nha anh chị. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu vào một cái lệnh short ở đây đó, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và đối với cái lệnh short này á, thì SL anh chị tự cân chỉnh nha, theo cái khoản vô cũng như cái đồng mà anh chị đánh, anh chị hãy tự cân chỉnh. Thì đối với em, giả sử như là nó tăng lên khoảng 2046 và nó rơi về lại cái kênh giá song song này, thì cái entry của em nó sẽ nằm tầm khoảng 2029, và SL thì nó sẽ tầm ở ngay cái row ở đây ở trước nó nè, cái row rất là bé thôi. Thì cái TB của em anh chị ha, cái TB của em thì có thể là quay trở lại cái vùng này, có thể là sâu hơn đó. Thì chúng ta sẽ chia ra hai mốc TB, thì cái đây là cái lệnh để anh chị đánh ngắn ở trong cái thời gian ngắn hạn nha, để chị chờ để gom vàng anh chị có thể trade được. Thì anh chị thấy rằng là ở cái mốc TP đầu tiên thì đương nhiên vẫn sẽ là cái vùng này, đương nhiên là cái vùng từ khoảng 2011 cho đến 2001 là cái vùng đầu tiên nếu cái lệnh short chúng ta chạy thì anh chị có thể là vào một cái phần TP 1 ở đây và cái phần TP 2, tức là cái cạnh dưới của kênh song song này. Cạnh dưới của kênh song song nó được hỗ trợ nè anh chị, thấy không ạ? Thì nếu mà giá có về thì đây sẽ là cái TP 2. Đây là cái TP2, thì anh chị có thể là xem xét. Thì thời điểm hiện tại, nhìn chung đây là cái setup của em, thì em vẫn đang chờ rằng là vàng có thể là đẩy lên một nhịp nữa để phát cao, giống như cái lần trước đó, để nó phát cao có nghĩa là mọi người sẽ nghĩ rằng là nó tăng luôn, thì lúc đó bắt đầu là nó vòng đầu, và lúc đó nó vòng đầu thì chúng ta sẽ bước vào cái lệnh short. Nếu như nó tạo ra sự suy yếu và nó tạo ra những cái sự leo giá rất là nhanh ở trong thời gian tới, thì chúng ta sẽ vào cái entry ở quanh 2029. SL thì anh chị hãy tự lựa chọn theo cái khoản vô ha, hãy hiểu rằng cái vấn đề là SL bao nhiêu ạ. Mọi người thường hỏi SL bao nhiêu, thì hãy SL theo cái khoản vô của mình. Ví dụ anh chị đánh 1.000 đô ở trong một cái lệnh short đi, mà anh chị SL thì anh chị SL bao nhiêu là hợp lý. Ví dụ anh chị chấp nhận cái phần rủi ro của mình là chỉ được lỗ 100 đô thôi, thì anh chị phải cân đổi lại cái phần SL làm sao cho thành 100 đô là lỗ đúng như đó là cắt. Hoặc là anh chị muốn lỗ là khoảng 200 hay là 500 đô, anh chị nào mạo hiểm hơn chẳng hạn, thì anh chị cần phải cân chỉnh lại như vậy ha anh chị ha. Thì đây là về một cái setup, về một cái lệnh short của em đối với vàng, và cũng như em vừa mới cập nhật cho anh chị, kể cả là mạng ở bên spot nữa, thì anh chị có thể tham khảo về những cái nội dung này. Thì em nói luôn á là em không khuyến khích anh chị đầu tư giống như em. Có thể là trong thời gian vừa qua em mua vàng, em tích trữ vàng rất là ok, nhưng mà trading thì nó cũng có rủi ro mà anh chị, trading rất là nhiều rủi ro, nó có thể là đúng, nó có thể là sai. Em cũng có thể là trading vàng ở trong thời gian trước em ăn rất là nhiều, nhưng mà đến thời điểm này có thể là em sai thì sao. Cho nên là hãy cẩn thận và đưa ra lựa chọn của chính bản thân mình nha anh chị nha. Tiền là của anh chị hãy hiểu cái vấn đề là như vậy. Và trong thời gian tới, nếu anh chị muốn trade những cái lệnh long short như thế này cùng với em, thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch Bình Tích ha. Như hồi nãy em giới thiệu anh chị là hãy vào cái hợp đồng tiêu chuẩn này, anh chị có thể chơi cả crypto, chơi cả ngoại hối, chơi cả vàng ở trên chính Bình Tích, một cái sàn giao dịch mà bao gồm đủ tất cả yếu tố để anh em trader có thể là tiếp cận đến và dễ dàng sử dụng nha anh chị. Rồi thì trong video ngày hôm nay thì em xin phép được dừng lại tại đây, và cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi em trong suy suốt thời gian vừa qua, kể cả là crypto, kể cả vàng ha, ở trong những cái mảng đầu tư về tài chính như thế này. Thì anh chị đừng quên hãy để lại nút like và nút subscribe, kèm theo đó là những vào quả chuông bên cạnh để nhận được những cái video mới hơn mà em cập nhật hàng ngày đến anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.